Chào mừng em đã quay trở lại với tựa game Dragon City và Mia Thanh Ezi đây. Thì nếu anh em mà thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký kênh của mình nhé. Nhớ rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Và chúng ta sẽ bắt đầu thế nào? Ở đây thì mình đã cập nhật lên cái phiên bản Dragon City mới nhất, phiên bản 2.0. Nó thay đổi ở một số chỗ, đó chính là những cái hòn đảo này được thiết kế đẹp hơn này. Chúng ta có thể nhìn kỹ hơn. Và bây giờ nó sẽ cảm giác như nó sẽ không lag như ngày xưa nữa. Một số con rồng như có thể thay đổi cả. Ở đây là một cái số môi trường sống này. Ví dụ như là mấy cái môi trường này cũng có một vài nét thay đổi đẹp hơn, mượt hơn. Giờ và chúng ta sẽ vào đây. Thì mình chiều nay mình vừa xem quảng cáo rồi và rất là tuyệt vời. Mình đã có thể lấy được con Uncle Sam. Uncle Sam là cái con hệ C đây. Con này giúp chúng ta có thể là triệu hồi được ở trong cái cho chúng ta có triệu hồi được cái con Legendary này. Đâu nhỉ? Con Legendary nó sẽ yêu cầu 3 con để triệu hồi ra được nó. Đâu ta? Hiện tại không thấy cái đây rồi. Còn là một ngày thôi. Hiện tại thì mình đã có con này rồi này. Chúng ta đang ấp trứng, đang kiểu là hatching. Và con này thì xem quảng cáo có xong rồi và mình nhìn tiếp sẽ ấp luôn thôi. Và chúng ta thì thiếu duy nhất một con này và mình đang làm nhiệm vụ. Hy vọng là ngày mai chúng ta sẽ có được cái con Legendary. Có nghĩa là mình sẽ được một con Legendary này, hai con Legendary này. Tổng cộng như vậy. Và chúng ta sẽ đi lấy thêm cái điểm coi đã. Mình sẽ cố gắng đi lấy nốt con Skeleton King ở phía trên đầu. Nếu mà chúng ta lấy được 3 con Legendary là quá là hoàn hảo cho cái event lần này. Chúng ta sẽ đi lấy coi trước đã nhá. Bây giờ mỗi một bước đi coi nó sẽ có giá là hơn 400 coi một phát. Rất là tốn kém. Và hy vọng mình sẽ được vào khoảng 3 ô. 3 ô là chúng ta có thể là đi được. Mình sẽ còn lấy được coi trong vòng 2 lần nữa thôi. Không biết là có liệu có được không đây. Không biết liệu lấy được Skeleton King không. Ở đây thì nó sẽ có xem quảng cáo trong vòng là 6 tiếng nữa cơ. Hình như là chưa đủ coi đúng không? Mình sẽ lấy thêm một viên gem ở đây nữa này. Và ở chỗ này thì chúng ta đã nở ra một số con rồi. Con đầu tiên là con Darkfire. Mấy cái hệ của nó nhìn như là làm nhìn trông xấu vậy ta. Bé tí luôn đấy. Sẽ bán luôn con này. Đây này mấy cái hệ nước và hệ nước làm lại này. Cái biểu tượng hệ nước nhìn trông nó khác hẳn so với ngày xưa luôn. Được rồi, mình sẽ vào trong cái hòn đảo này của chúng ta. Tiếp tục là leo tháp nào. Không biết có bị lag không. 454 và hy vọng mình sẽ được khoảng 3 điểm. Cố gắng nào anh em. Mình sẽ cố gắng cầu mong sẽ được khoảng là 3 điểm đi nào. 3 điểm thật ạ. Yeah, hay quá. Mình sẽ rẽ sang bên trái này. Là cái điều chắc chắn luôn. Ok. Rồi, mình sắp đến được cái khu vực này rồi đây. 500 điểm một lần quay cả. Thế quái nào đây? Có vẻ là khó ra. Bây giờ mình cần bao nhiêu điểm nữa để lên? Không biết cần bao nhiêu điểm nữa để lên. Một điểm hay lắm. Mình như vào đúng cái chỗ này rồi phải. Đúng ngôi sao luôn. Ồ, vãi chưởng thật, lấy được luôn con này à? Đùa. Thật sự là đùa đấy. Mình sẽ lấy được luôn con này anh em ạ. Không ngờ nhanh như thế là cùng. Đã xong con này rồi. Vãi chưởng thật. Chúng ta lấy được chưa ta? Như thế là lấy được rồi đúng không? Hai vãi chưởng. Mình đã lấy được cái mảnh con này rồi. Quá ngon rồi. Đúng không nhỉ? Ok. Hello anh em. Mình hôm nay khá là may mắn. Vừa lấy được Uncle Sam. Vừa lấy được cái con Heroic kia luôn. Vừa lấy được 100 op. Cái gì nhỉ? Con Sam đúng không? Chắc là con này, chắc là tên như này, mình không nhớ tên của nó là cái gì. Để ta sẽ vào trong lại đây quả trứng này, Uncle Sam. Anh em nào lấy được chưa? Bây giờ thì đủ 400 op. Uncle Sam cái con Mỹ ấy, cái con tổng thống Mỹ à? Và mới lấy được Skeleton King. Đây mới chính là Skeleton King này.
May vãi chưởng, chỉ đi đúng 2 phát thôi là chúng ta lấy được luôn rồi. Quá hay, có nhiều anh em không lấy được cái này cơ, tại vì nó rất là khó. Chúng ta phải được một điểm để lên được cái ngôi sao này thì lấy được. Nhưng chung cái sự kiện lần này nó khá là dễ, nó không đánh đố người chơi cho lắm. Hay ho rồi. Mình chỉ không lấy được con Dark Jester thôi, hơi đáng tiếc một chút. Mình lấy được con Copper này, con Oni này, con Master này, mà mỗi Dark Jester là không lấy được thôi. Ok, và chúng ta sẽ làm gì tiếp theo đây? Bây giờ mình sẽ vào trong kia để đánh rank thôi nhỉ. Mình sẽ ở đây thì đang up con quả trứng của con rồng Mỹ đây. Con rồng Mỹ, con này như kiểu là Captain America ấy, VR đây. Cái quả trứng hôm qua mình lấy được. Quả trứng này mình lấy được này. Ở đây thì chúng ta sẽ vào trong kia và tiếp tục là xem thôi. Nào, chúng ta sẽ phần đấu trường đi. Cái này thì ngày mai thì mình mới đánh được, mình vừa đánh buổi chiều nay xong. Có con Pure Dragon, con Bear là con rồng gấu á. Sẽ skip đi thôi. Hoàng đế rồng sẽ thay đổi bằng con chính của chúng ta, con Jarvis của chúng ta đây. Sao tin nó khỏe nhỉ? Có Tuber Dragon kìa. Có cả một con cấp 40 á. Sky King này, cái này thì sao mình đánh được? Chúng ta không thể nào đánh được với cái team đấy luôn. 7 này, mình sẽ bỏ hết một con này xuống đây. Thêm con này nữa. Mongrass Dragon. Fighting, chiến đấu này anh em. Ngựa gỗ, Asian, các kiểu đây. Chúng ta sẽ cần phải nấy qua trận này thôi. Mình cũng không cần phải tập trung đánh cho lắm. Đầu tiên là một con rồng ở châu Á. Chúng ta sẽ x3 tốc độ lên. Đánh luôn. 1k này. Một con này thì ta sẽ nấy qua nhanh. Hiện nước sẽ được thay đổi. Chắc nhìn nó xấu ấy nhỉ. Nó để cái ảnh nền của cái hiệu nước, cả cái chiều kim loại thay đổi này. Nhìn này, nhìn nó xấu vãi cả trưởng đấy. Cái ánh sáng thế. Nhưng có vẻ như nó sẽ mượt hơn rất là nhiều. Tối giản cái đồ họa đi mà nó sẽ mượt hơn rất là nhiều. Chúng ta bị thất bại luôn rồi. Hơi sợ con voi Elephant Empathy Ranox. Toàn team khỏe này. Trời, sao nó khỏe thế này thì đánh sao được. Hệ nước thì sấm sét, hệ bóng tối thì có ánh sáng rồi. Được, và mình sẽ tăng công người ta lên trước một chút. Cái này còn 2-3 giờ nó sẽ mở ra nhá. Chiều mai sẽ mở ra rồi này. Có quá nhiều thứ để ta có thể là combat lên 5400. Và đánh thêm một vài trận nữa nào trong cái pua này. Tăng công rồi. Chắc mình hoàn toàn để đánh được thôi. Không quá khó khăn. Super Terra và một con Empathy nữa. Là 3 con. Chiến đấu với nó nào. Tiến lên. X2 thôi, mình để X2 tốc độ cho đỡ đỡ nhanh quá. Cái hệ pua bây giờ nhìn nó cũng xấu hoắc luôn đấy. Nó là C, rất là tốt, mình có thể giết được nó nhanh nhất có thể đây. 11.000 máu kìa, đổi rồng nào. Hệ Terra cũng bị thay đổi hết rồi. Con này là con gì, bóng tối à? Mình có ánh sáng nhỉ? 5k, thanh niên này yếu, mình có Terra đây. Terra thì... Terra chỉ có 550 thôi, hơi yếu nhỉ. Ánh sáng hay sao? Ánh sáng con này 750 này. Đam to hơn một chút. Tốt, và mình giết được con Alexandra này. Bây giờ sẽ là hệ nước. Sấm sét thôi. 14, còn một chiêu nữa. Scorpion. Những con này đều bị khắc chế cả. Rất là đen đủi luôn, gặp mình thì đúng là xác định. Chúng ta thắng được một trận nữa ở trong cái này. Thêm được 3 đồng tiền. Nó thay đổi một số cái hình hệ này, thay đổi các môi trường này. Và còn hối thì nó vẫn giữ nguyên. Và sao quái nhỉ, khỏe thế này. 20 ánh sáng có bóng tối. Chiến binh thì không có nước rồi. Team này vẫn khỏe quá. Vẫn khỏe quá mức cho phép. Mình sẽ cần phải đổi sang cái con khác đi. Chúng ta còn khá nhiều con ở phía dưới thế này. Hy vọng là ta sẽ có thể là chơi được với nó. Kẻ hủy diệt. Lên luôn. Chiến đấu. Chúng ta sẽ x2 tốc độ lên rồi này. Sấm sét các kiểu. Chết ngay rồi, x3 lên. Kim loại.
cao cấu 2.400 máu, just 22.000 động đất. Nó a cộng vằn máu lên được 24.000 cơ. Châu bò. Đây rồi, một team rất là yếu và mình có thể đánh được. Team này một bé này, hai bé này và ba bé sẽ lên trên chiến đấu fighting. Chiến đấu luôn. Một phát khè này 11.000 mày nhờn. Còn tiếp theo lượng máu của nó thì nó cũng chỉ đến thế rồi. C cộng rồi, hiện tại đang C cộng rồi, đang muốn luyện cho bọn kia hơn. Thôi mình sẽ luyện sang cho mấy con này đi. Super Terra đam nó như nhau thôi. Muốn cho bọn này lên C cộng để nó tăng thêm một cái lượng máu nữa cho chúng ta. 30, 33. Next next. Skip. Có con không dragon này. Con này giống hệt như cái con khỉ. Con khỉ heroic nó mặc giáp thôi. Con này là không mặc giáp. 20, 18 và 27. Chiến binh chắc đánh được thôi nhờ. Đánh thôi. Chiến binh đều là có hai hệ chiến binh nhờ. Không khắc chế được ta. Chúng ta sẽ để bọn kia đánh nhau để nó tăng cái cấp độ lên. Aquaman. Aquaman. Con này sẽ cố gắng luyện lên đi. X3 lên. 11.000 không chết ta. X2 thôi. Chết một bé này. 11.000. Con hệ pua này thì nó chỉ là C trừ rồi. Đánh được. Chúng ta hoàn toàn có thể chiến đấu được với nó. 20.000 máu cơ mà. Nó sẽ một chiêu nữa sẽ chết thôi. Cực nhanh. C trừ. Cấp độ đầu tiên là không biết là mình có chết được không đây. Con có hệ gì? À, chắc không chết được đâu. Nó có 11k máu. Thôi mình sẽ đổi rồng đi cho nó an toàn. An toàn là trên hết. Mình có tận 2 chiêu pua cơ. Chết luôn. Snowlass. Snowlass ở trong Pokemon. Tên trong Pokemon này. Con hay ngủ. À, 9 trên 20 rồi. Có một trận nữa. Cố lên nào. Cho đánh thêm một trận nữa đi. 31 29 đánh sao được đây. Spartan. Con Quake. Thôi trận này thì mình không thể đánh được rồi. Nhưng mà mình sẽ cần phải đổi đi để tí nữa nó hồi lại là vừa. Chúng ta sẽ vẫn còn những con. Còn khoảng 2-3 lần nữa. Con Dream. Và thêm một con cuối cùng là con Core. Chiến đấu nào. Hai con phía sau sẽ được tăng cái lượng công lên. Nó rơi cái biển gì nhỉ? Cái chữ gì ta? Mình không nhìn thấy cái chữ gì luôn. Vào đây 9k8 này, còn một chiêu cuối cùng. Quay đẹp mà. Nhưng mà nó chỉ là có ánh sáng đằng trước, dễ bị khắc chế đấy. Hết ngay mà. Cộng 29, 28.000 máu. Mắc luyện rồi đấy. Pua Dax, PC Chick và Pua Nature. 5k1. Mình không thể đánh được. Team này có thể đánh được này. Hai con không được tăng công này. Và có hệ có thể khắc chế được sấm sét bóng tối. Đánh được, team này đánh được. Nhưng mình sẽ cần phải đợi trong vòng là 2-3 phút nữa sẽ được. Cập nhật rồi, mình vừa mới cập nhật xong buổi chiều xong. Trên đó có rồi đấy. Anh vừa cập nhật xong. Chúng ta sẽ vào trong cái team để xem cái hòm của chúng ta đang được bao nhiêu điểm ở đây. Hiện tại thì cái này là cái đấu ở trong phần Win Liquid đúng không? Liquid thì đấu hơi khó một chút. Chúng ta sẽ vào trong phần Liquid, nhưng mình sẽ còn khoảng 4-5 trận ở trong này. Thoải mái mà đánh đi. Mình sẽ còn 5 trận nữa. Team Fight, chúng ta sẽ chiến đấu trong này luôn. Và mình có cần luyện con gì không? Con Inky đã luyện rồi này. Inky, Dragon, Alexandra. Các kiểu. Con rồng mực tàu mình đã luyện rồi này. Hôm nay thì mình sẽ luyện con gì tiếp theo đây? Khi chúng ta sẽ để cái bộ ba khủng long bạo chúa của mình ra nhỉ? Cũng được. À, con kia đi học skill nhỉ? Một con đã đi học skill rồi, đã về đấy đâu. Thanh niên này đã đi học mà. Hết coin rồi. Thật ra thì mình bây giờ cũng không cần coin nữa.
đâu ta? Ở bên này chứ, bên này nó học bên này. Cái này đây, nhà luyện tập đây. Mười mấy giờ, 14 giờ nữa. Và mình sẽ dùng cái con này để có thể skip đi khoảng mấy tiếng đấy. Nó chỉ còn khoảng 6 tiếng thôi là xong. Chúng có thể xem được cái quả trứng của con rồng mới chúng ta. Mình có khá nhiều trứng rồng mới trong này. Đầu nhờ King Gobia, con Bulls, con Skeleton King. Con này thấy bảo nó khá là yếu nhưng mà quả trứng nó đẹp thế nhỉ. Mình có cả Blue Island này, Soul Ether mình còn chưa up cơ. Con Sen nữa kìa. Đã từ những cái sự kiện lần trước. Rồi mình sẽ boost gold lên. Ok, và chúng ta sẽ vào trong này để đánh khoảng là mấy trận này, 5-6 trận. 5 trận trong này. Team của chúng ta sẽ vẫn như thế này và bỏ con này đi để luyện cho hai cái con hệ pua ở cuối cùng này. Cấp 25 đúng không? Empathy luyện trước đi. Cho sẽ được thêm là 4 viên game nữa. Ok, X3 này, chiến đấu nào. Ồ, đánh con này phát chết luôn này. Quên mất. 15k. Có chiêu nào yếu không? Đây rồi, chiêu này thì nó sẽ còn khoảng 3.000 thôi. X3 thì hơi nhanh nhỉ, X2 thôi. Đó, thanh niên này sẽ lên và chiến đấu. Sẽ luyện lên cấp C cộng cho nó. Không biết còn bao nhiêu điểm nữa này. Là phải đổi rồng rồi. 30.000 nữa, 30.000 thì làm sao mà mình có thể đánh được đây. Một phát là 20.000, đánh thêm một phát nữa khoảng là còn 2.000 máu nữa là ok. Cho giảm máu xuống, 9k9 này. Đó, và mình sẽ đổi sang con này. Bất kể chiêu nào, đều có thể giết được. Mấy cái hiệu ứng mới, mấy cái ảnh nền ấy, mấy cái ký hiệu của hiệu ứng mới nhìn trông nó xấu tệ luôn ấy. Claim. Mình không có thiện cảm lắm. Không biết là anh em có thích không, nhưng mình rất là nhìn cho rất khó chịu vì nhìn nó xấu. Nó không bằng cái trước ấy. Mấy cái trước nhìn nó còn nét hơn nhiều. Còn lại 29 à. 29.000 máu thì mình sẽ đánh khoảng 2 phát như thế này. Đây đây. Hợp lý, con này dùng để đi luyện tập. Ồ, thế sao mà nó nảy lên được khoảng 11.000 máu nhỉ? Hư cấu vãi trưởng. 7k thì liệu rằng là chúng ta sẽ có đánh được không đây? Chưa chắc đã thể giết được. À, 9k cũng khỏe phết đấy, cấp 25 mà. Ai cha, nó khắc hệ mình. Trời, tí chết. Đánh nó thôi. Chiêu mạnh nhất của mình sẽ chỉ là 1.400 dam thôi. Yếu vãi. Con này học hết skill nha, con này học hết skill rồi mà nó yếu như thế này. Có thể đổi sang con này và sử dụng một sấm sét hay cái gì đấy để đánh bại. Con này đẹp mà, con chó sấm sét của mình rất là đẹp. Winner, victory. Mình sẽ cần phải chịu đựng cái epic này trong vòng mười mấy ngày nữa thôi. Là chúng ta sẽ quay trở lại với những cái hệ khác. Còn 1, 2, 3 trận nữa trong này. Ok, nó còn là 18.900 máu à. Đổi rồng được không? 18.900 máu thì dùng cái chiêu này thì nó sẽ được khoảng... Ồ không, này thì yếu quá. Cứ đánh thoải mái đi chứ. Thêm một chiêu này. Lên nào, 10k. Ôi nó chết luôn rồi. Dị vãi. Chúng ta sẽ cần đánh con này trước. Từ từ. Đang cần phải luyện cho con kia lên. Không biết là còn bao nhiêu điểm số nữa để có thể lên được cái mức độ là C cộng đây. À, chúng ta đánh như thế này thôi. Nhưng mà hoàn toàn có thể chết luôn. Đấy, tí thì chết nha. Con này dành đi luyện tập rất là ok luôn đấy. Thanh niên này được hưởng. Quá nhiều thứ. Vào đây. Một bé này. 11.000. Cái này thì mình cũng chưa thể giết được nó luôn đâu. Phải giảm máu xuống trước đã. Còn 14.000 chưa chắc đã giết được. Có chiêu nào yếu không? Đây đây. Như thế này thì chắc chắn sẽ giết được cái con Heroic này. 100% luôn. Và bây giờ sẽ bắt đầu đổi. Đây, chúng ta sẽ đổi, không phải nhầm. Đổi sang con này chứ. Sấm sét này, hoặc là bóng tối đều khắc chế được cái hệ kim loại của nó. Xong luôn. Để mình sẽ xem ra kia được còn bao nhiêu điểm nữa nhá. Để chúng ta sẽ tính toán xem như thế nào. Mấy cái Ancient vẫn như cũ. Hệ Pua. Đây, cái hệ nó
cái hệ này nhìn thay đổi, nhìn này, xấu quá cơ. Đội hiếm epic con đầu tiên của chúng ta. Muốn lên C cộng thì chúng ta sẽ còn 4 trận nữa. Ok, 4 trận nữa thì đơn giản thôi, chúng ta sẽ đánh được vì mình còn tận 2 lần nữa ở trong phần League cơ. Thoải mái đi. Đánh được empathy các kiểu đây. Tốt tốt tốt. Chiến đấu nào, tiến lên nào anh em. Còn Julian à. Bình tĩnh, khoảng 9.000 mấy đây. Nó sẽ là 29k máu à. Giảm máu nó xuống trước đã. Tính sao 20.000 máu này. Nó sẽ còn khoảng 9k. Đổi dòng đi. Bây giờ mình đánh nó sẽ là được rồi đấy. Mình cần phải hạ 3 con này nữa và hạ thêm 3 con nữa ở trong cái kia. Và mình sẽ được chắc là mình sẽ lên được khoảng nó khỏe thế nhở. Sắp chết rồi này. Sợ mình không thể nào mà đỡ được rồi. Không sao không sao không sao, mình cũng gần giết được nó rồi. Mình sẽ từ 20.600 đúng không? Chắc lên sẽ khoảng 21.600 cộng thêm 1.000 máu. 7k. Trong này liệu rằng có giết được nó không? Sợ dường là sẽ giết được nó luôn này. Đúng như vậy. Mình đã linh cảm mà chiêu ấy sẽ giết được nó mà. Một chiêu nữa này. 7k thì chắc là mình sẽ giết được thôi. Mình đánh được khoảng tầm 9k cơ. Đấy, 9k2. Ngay từ đầu đánh thì đỡ mất công rồi. Và mình sẽ còn 2 trận nữa để lên được cái mức độ là C cộng. Luyện lâu thật. Ok, con này thì mình đánh chiêu thường thôi. 2.100 này, chiêu này thôi. Tầm khoảng 14-15.000 là đẹp. Phải trưởng thật. Nani. Bó tay luôn đấy. Cố gắng dùng chiêu yếu nhất để đánh nhau với nó rồi. Nhưng sao mình cũng chỉ cần giết 2 con thôi. Con này và cái con cuối cùng là được. Striking Dragon. Một bé. 5k8 này. Ok, con này chắc là dùng 2 đòn sẽ giết được nó. Không cần phải dùng bọn kia làm gì. Vì con này cũng yếu mà, 4 hệ nhưng mà nó khá yếu. Này, giật sấm sét. Đã xong nha, và chúng ta sẽ lên được cái mức độ là C cộng 21.600 máu rồi. Gần như chắc chắn là như vậy. Và rồi chúng ta sẽ kêu tập này đây nhé. Xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của tựa game Dragon City. Bye bye.